mới đi ra chơi gia nhập được một số đồ này các bạn. Được một cặp tủ nè. Tủ này mình đo gọi là cái chỉ số điện dung nó cũng còn chính xác nha. Như con này 24 nè. 24.050 DC. 50 DC chắc ở đây là nó 50V DC á. Còn 24 chắc mình đoán là 24 mi á. Đây, có đồng hồ đây. Đồng hồ đo cũng chính xác luôn các bạn. Đây, 27. Quá là ngon luôn. Tủ này nặng lắm nha. Chắc nó khoảng tầm 400-450 gram á, chứ không dưới đâu. Đây còn một con nữa nè, quá nữa. Đo mấy cái tủ chỉ số điện dung cao này nó chờ nó hơi lâu nha. Đây 24 đây. Quá là ngon luôn, tủ của Mỹ luôn nha. Khủng lắm rồi. Đây, đây có một tủ nhỏ nè. Tủ này cũng to lắm nha, 630.000 nè. Đây, đây cạnh nó đây. Quá là khủng khiếp. Lại mình cũng nhặt được một cái bộ mạch công suất chạy 2 sò Toshiba 1943 với 2HC52. Mạch này nó hai kênh nha. Cái này mình đi mua về chai thôi, giá nó cũng rẻ lắm, cân ký mà. Cách để nhận biết mạch hai kênh nè. Ở đây nó có hai đầu tín hiệu vô nè. Đây input đây. Hai kênh trái phải. Giữa là cộng GND. Này cộng loa đây. Cái mạch này thì nếu mà mình thử còn chạy mình sẽ lắp nhôm vào lấy cái bộ tủ này mình test thử. Hiện tại thì mình có một cái xích điện á, mình lấy bộ này mình chế vô thành mạch 2.1 mình sử dụng. Mạch này chất lượng cũng khá là ok nha. Đây 2011. Đó, 2011 thì mạch này hiện tại là 12 năm rồi nha. 11 năm. Video sau mình sẽ test cái toàn bộ cái bộ này xem nó có chạy không nha.